Xin chào, mừng các bạn quay trở lại với channel của Hello Shop. Tháng 9 sắp đi qua và chuẩn bị cho một tháng 10 với đầy rẫy những siêu phẩm sẽ ra mắt. Trong video lần này, hãy cùng chúng mình điểm qua đó là những tựa game nào nhé. Let's go! Tựa game số 1, Valkyrie Elysium. Có lẽ đây là dự án ra mắt nhằm hồi sinh lại dòng game Valkyrie truyền thống đã từ lâu ngủ yên. Tựa game lần này sẽ mang phong cách hành động nhập vai kết hợp với yếu tố sử thi cùng với những khung cảnh tuyệt đẹp. Game vẫn giữ một vài yếu tố cổ điển được đưa vào nhằm giữ lại những người chơi lâu năm trước đây. Valkyrie Elysium là bom tấn nhập vai hành động mới nhất đến từ ông lớn Square Enix trong năm 2022. Cốt truyện của game sẽ có liên kết với những phiên bản trước đây. Trò chơi vẫn sẽ sở hữu nhịp độ nhanh cùng với hệ thống tấn công tiên tiến, mang đậm dấu ấn của series Valkyrie kinh điển. Khi trải nghiệm trên PlayStation 5, trò chơi sẽ hoạt động ở chất lượng đồ họa 4K và tốc độ khung hình lên đến 60fps, mang đến một cuộc phiêu lưu với những trải nghiệm mãn nhãn dành cho người chơi. Tựa game số 2, A Plague Tale: Requiem. A Plague Tale: Requiem đến từ đội ngũ Asobo Studio, dù ra mắt một cách ít ồn ào so với các siêu phẩm khác, nhưng chỉ cần một vài trailer công bố là cũng đủ để chinh phục người chơi. Cốt truyện được lấy cảm hứng hoàn toàn từ cái chết đen, Black Death, nói về căn bệnh dịch hạch khủng khiếp từng hoành hành và càn quét các thành phố lớn tại các quốc gia châu Âu và châu Á kể từ những năm 1348. Game sẽ tiếp nối các sự kiện còn dang dở ở phần đầu. Bạn sẽ một lần nữa hóa thân vào cô gái Amicia de Rune và cùng với cậu em trai của mình, Hugo, cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình chống lại những thế lực nguy hiểm trong game. Tất nhiên là dịch bệnh vẫn sẽ tái diễn. Lũ chuột giờ đây sẽ kinh tởm và nguy hiểm hơn trước. Game mang lối chơi thiên về phiêu lưu, hành động đang xen giải đố và đó cũng là nét hấp dẫn trong phong cách chơi của game. A Plague Tale: Requiem sẽ ra mắt vào ngày 18 tháng 10 cho các hệ máy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series và PC dành cho Steam Deck. Tựa game số 3, Call of Duty Modern Warfare 2. Nếu bạn hỏi đâu là tựa game FPS hay nhất của tháng 10 thì mình xin nói thẳng với các bạn, đó là Call of Duty Modern Warfare 2. Với những ai đã từng chơi qua series Modern Warfare hay các phiên bản reboot gần đây thì chắc chắn sẽ mong đợi ở tựa game Modern Warfare 2 đến từ đội ngũ đầy tài năng Infinity Ward. Trong phần này, bạn sẽ chứng kiến sự trở lại của các thành viên nằm trong lực lượng Task Force 141 huyền thoại, bao gồm đội trưởng John Price, John Sharp Mastavik, Simon Ghost Ripley, Kai Gasgarik và tân đại tá Alejandro Vargas, thành viên của lực lượng đặc biệt Mexico. Đây là những nhân vật có thể nói đóng vai trò giúp cho phần chiến dịch của game trở nên hấp dẫn và từng được rất nhiều game thủ yêu thích. Với chế độ chiến dịch, cốt truyện Call of Duty Modern Warfare 2 sẽ tập trung vào lối chơi hành động tác chiến nhịp độ nhanh, đúng như những gì người hâm mộ đã mong đợi từ loạt game. Mặc dù trò chơi có vẻ lấy cảm hứng từ Call of Duty 4 so với Modern Warfare 2 gốc, trên thực tế, game thủ có thể thấy một số cảnh quen thuộc từ trong đoạn trailer, như một con thuyền từ nhiệm vụ của Crew Expendable trong Call of Duty 4. Và có vẻ như lực lượng đặc nhiệm 141 thậm chí còn nhìn thấy hạt nhân hoặc một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt tương tự trong Call of Duty 4 trước đây. Tựa game sẽ ra mắt trên PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series và PC dành cho Steam Deck vào ngày 28 tháng 10 sắp tới. Thành phố Gotham nếu như vắng bóng kỵ sĩ bóng đêm thì liệu có còn hấp dẫn với các game thủ hay không? Nếu như trên màn hình nhỏ, chúng ta đã có series phim truyền hình Gotham để giải thích vấn đề trên, thì trong thế giới game sắp tới chúng ta sẽ có bộ cho cái tựa game Gotham Knight. Trong game thì chúng ta sẽ không còn điều khiển anh chàng Batman nữa, mà chúng ta sẽ điều khiển những cái thành viên còn lại trong gia đình của anh ta, đó là Batgirl, Nightwing, Robin và cả Red Hood. Trong lần này họ sẽ cùng nhau chống lại là cái hội đồng cứu hay còn gọi là House of Owls. Thì trên chiến tranh á, hội đồng cứu đã xuất hiện rất là nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trong thế giới game cùng với lại những cái thế lực mới nữa. Thì bây giờ trong cái thành phố Gotham này á, liệu những cái chú dơi nhỏ của chúng ta có thành công đánh đuổi được hội đồng cứu hay không, hay là hội đồng cứu sẽ lại một lần nữa thành công chiếm luôn cả hang dơi và đẩy luôn cả anh chàng Batman cùng cái công ty quay ra khỏi luôn cái thành phố Gotham này? Chúng ta hãy cùng đón chờ trong cái cuối tháng 10 này nhé. Trên Nintendo Switch, bên cạnh tựa game Legend of Zelda thì có một tựa game khác á, mà được rất rất nhiều các game thủ quan tâm luôn, đó chính là Bayonetta. Và sau bao nhiêu lần á, mà bị dời nè,
rồi lại là coi như là im hơi lặng tiếng nữa, thì cuối cùng Nintendo cũng chốt được cái ngày ra mắt cho tựa game này vào cuối tháng 10 sắp tới. À, lần này á, thì Bayonetta chúng ta phải đối đầu á, những kẻ thù rất là nguy hiểm luôn, thậm chí trong một số cái đoạn teaser chúng ta còn thấy hình ảnh á, Bayonetta tử trận nữa. Thì liệu việc cô ấy tử trận chỉ là một cái kế nghi binh, một cái hướng đánh lạc hướng của Nintendo thôi, hay lần này cái kẻ thù của cô ấy quá mạnh? Và đặc biệt hơn á, trong lần này quay trở lại, bên cạnh cái thù được búp sức mạnh ra thì chúng ta sẽ thấy được một điều á, là Bayonetta cũng có thêm những khả năng mới, khả năng triệu hồi được những món vũ khí tra tấn mới nè, rồi khả năng triệu hồi được con ác quỷ mới, và đồng thời á, cái khung cảnh của chiến đấu của ta trở nên hoành tráng hơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình đang rất là thắc mắc luôn, liệu cổ máy Switch OLED có khả năng kham nổi tựa game này không? Và câu trả lời sẽ có trong tháng 10 này trình cho các bạn. Ngoài ra thì trong tháng này bạn sẽ chứng kiến sự trở lại của siêu phẩm nhập vai đến từ nhà phát hành Square Enix mang tên Star Ocean: Divine Fall. Tựa game vẫn được phát triển bởi đội ngũ Tri-Ace và hứa hẹn lần này sẽ mang đến một cốt truyện kịch tính đầy cao trào để chiều lòng game thủ, nhất là những ai yêu thích thể loại khoa học viễn tưởng. Star Ocean: The Divine Fall sẽ đưa người chơi theo chân hai nhân vật chính là Raymond và Leticia. Hai con người này đến từ hai nền văn minh hoàn toàn khác nhau. Định mệnh đã dẫn dắt họ và gặp gỡ cùng nhau khi tham gia vào lực lượng một cách rất tình cờ. Game sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 10 dành cho Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 và PC dành cho Steam Deck. Và đó là toàn bộ những cái tên đáng mong chờ nhất trong tháng 10 này mà bạn không nên bỏ qua. Tất cả đều sẽ có tại cửa hàng Halo Shop. Vì vậy đừng quên liên hệ cho chúng mình trên fanpage để có thể mua những tựa game này sớm nhất nhé. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, một subscribe và một bình luận của bạn bên dưới. Đó sẽ là động lực cho chúng mình ra nhiều video chất lượng hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì Halo Shop xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.